những giò tác phẩm to đẹp nè và em có nhiều mã hàng sale trong phiên này anh chị nhà mình cùng theo dõi ha mã A1 hoa lan sơn thì tiên ghép gỗ cả nhà ơi mầm tơ đang lên rất là đẹp luôn giò này cả nhà mình ảnh chân với người em giò này to nha giá 900 ngàn sơn thủy tiên thì hoa vàng cánh sát và hoa thơm đang còn lên mầm tơ đẹp lắm cả nhà ơi Sơn Thị Tiên em còn một giò này nữa nè cả nha Mẹ hai giò này 800 Mầm tơ đang lên em quay mặt sau cho anh chị nhà Mình xem kỹ ha Em quay cây thì rất là thực tế Quay từng mã và bê lên người như thế này Anh chị nhà mình ản chân cái form cây dễ nha Rồi tiếp theo một giò hoa lan dáng thu dáng thu dò này thì đã thuần bên vườn em khá là lâu luôn rồi cả nhà ơi mùa này cây đang đi lá ngọn đẹp lắm dáng thu là một cái dòng cực kỳ hiếm hàng luôn nó cho hoa từ nách lá và hoa chỉ thiên nha mã này một triệu một trăm ngàn thuần chậu gỗ bay bản rễ đã bám trắng cái đế gỗ luôn rồi còn một cái chậu cầm báo ở khu này em bán giá giá siêu cho anh chị nhà mình sưu tầm nè một chậu ghép tròn như thế này thì nhiều lan cả nha Dò này nhiều lan lắm về sưu tâm hàng rừng lưu ý giúp em nó sẽ có một cái số lá chân như thế này nhưng mà không vấn đề gì nhé về mình trồng thường nước non đầy đủ á nó đang đi lá ngọn xanh đẹp lắm mẹ nói anh chị nhà mình sưu tầm 290 trăm cái giá này là cái giá sale em đang còn một chậu thôi đó cả nha anh chị nhà mình nhanh tay thì chốt được ha rồi a 5 hoa lan sơn thị tiên thuần chậu đa dạng quá cái gỗ cũng có chậu cũng có chậu thì giá vừa thôi này cả nhà ba hai đang lên mầm tơ đẹp và khá là nhiều mầm luôn ha chốt nhanh cả nhà ơi rồi tiếp theo E6 Em có một giò hoa lan hương duyên Hương duyên nè Đang đi mầm tơ Những cái mầm tơ này nè Nó mới lên cả nhà ơi Nó sẽ còn phát triển cao hơn Những cái thân cụ vừa rồi của nó Mẹ này cũng giá siêu cho anh chị nhà mình sưu tầm có cái giống về hương duyên E7 huyết nhung đỏ Chậu này anh chị nhà mình sưu tầm giá 430 ngàn Đang đi lá ngọn đẹp lắm nè của nó sẽ cho hoa từ nách lá hoa của nó thì dài và còn phân nhánh nữa hoa đẹp lắm cả nha này em có một cái bạn vảy rồng vảy rồng ghép gỗ nè ghép một cái bạn gỗ to cả nhé án chân với người em nè một ôm luôn á hoa lan vẫy rồng hoa vàng hoa vàng anh chị nhà mình sưu tầm mẹ này 350 trăm năm trời ơi cái giá này là em chỉ có một bạn này thôi cả nhà ơi cái giá quá ok luôn cước thì 30 thôi ha cái bạn đó nó rất là nặng cước thực tế rất cao đó cả nha Tiếp theo em có hỏa hàng kem, hỏa hàng kem giò này ghép rất là có form luôn cả nhà ơi, nhìn có hồn ha. Đây nè, những cái form cây như thế này mua vừa rồi đã cho hoa tại vườn em đang còn vòi hoa cũ hết ha. Giò này đẹp, cái giá anh chị nhà mình sưu tầm 450 000 Hỏa hàng kem hoa cực kỳ rực rỡ, em đã sẵn phân bón luôn rồi. Em còn một giò này thì sum cây hơn nữa nè cả nhà ơi, hoa lan hỏa hàng kem giò này 490 đẹp lắm đang đi lá ngọn xanh khỏe nè rễ đã bám trắng đế gỗ như thế này và cả nhà mình sưu tầm hoa lan ghép gỗ lưu ý giúp em mùa này nắng nóng thì anh chị nhà mình tưới nước đậm một chút là được ha một ngày anh chị nhà mình tưới hai lần đi tiếp theo e 11 đuôi chôn mẹ này bốn năm đây nè em quay mặt này cho anh chị nhà mình thấy đuôi chuồn đang đi lết rất là đẹp luôn về để gỗ băng như thế này về nhà cả nhà mình cứ ốp sát tường đi mình chiêu ốp sát tường như thế này nè đến khi cho hoa nó thông chuỗi hoa xuống cả nhà chuồng chậu em cũng có luôn nè mẹ em mười hai ba trăm chín mươi ngàn 390 mẹ này thì em đang có hai chậu toàn bộ thì cây đang đi lá ngọn rất là khỏe luôn chậu này nào cũng đều như nhau hết ha ghép tròn thì nhiều lan cây thì thuần khỏe bộ rễ thì bám trắng đế gỗ luôn rồi ha cả nhà mình sưu tâm luôn hai chậu này đi giá đen rất là ok đó cả nhà rồi tiếp theo nè em có ba chậu rừng đa châu rừng thì hoa trắng tím và hoa thơm cho cả nhà mình những cái phong cây như thế này anh chị nhà mình sưu tầm đi tết cả nhà mình chơi hoa được cái giá cũng là giá sale nha mã này 400 trăm em đang còn vài chậu ở khu này nữa là em sale cho nó gọn luôn đó cả nhà ơi rồi tiếp theo quế tím quế tím phong cây xếp đẹp không đen nở cái lá ngọn nè cây nào cây nấy đen nở lá ngọn xanh đẹp lắm anh chị nhà mình sưu tầm mã này 650 cho em 14 ghép lên nền để gỗ bay bạn nha cả nhà rồi một chậu quế tím Chậu này thì thuần chậu gỗ Thuần chậu gỗ rất là bài bản luôn ha Mùa này cây đang đi lén ngọn nè Và cả nhà mình xem voi hoa cũ nè Đó là cả nhà mình biết mua vừa rồi Nó rực rỡ cỡ nào luôn Em còn để voi hoa cho cả nhà mình xem ha Mã này anh chị nhà mình sưu tâm Quế tím E15 1 triệu 100 nghe Đang đi lén ngọn đẹp lắm cả nha Trời ơi một giò hoa lan nhện rừng Đang có nụ cả nha ơi Voi nụ siêu dài luôn Vòi nụ chắc dài cả mét luôn á đây nè bên đây còn nụ nữa nha bên đây thì thì nó đang hình thành nụ lớn rồi chuẩn bị bung hoa luôn về cái dòng này anh chị nhà mình chơi form cây form lá nó cũng đẹp cả nhà ơi nó form cây lá xếp nè đẹp form cây to rễ gió khỏe nữa trời ơi một giò to đùng như này cái giá bốn năm mươi thôi cả nhà ơi chốt nhanh tay nha tiếp theo hoa lan mỹ dung mỹ dung á, thì hoa trắng sữa và hoa thơm một cái mẹ giá siêu em thuần trầu gỗ bay bản nha cả nhà ơi cái giò này em trồng ăn nắng rất là đanh luôn nên là cả nhà mình sẽ thấy cái màu nó như thế này là cái màu ăn nắng cây khỏe nha mẹ này anh chị nhà mình sưu tầm một chậu duy nhất thôi cả nhà ơi giá năm chín mỹ dung hoa thơm thơm về ban đêm cho cả nhà mình luôn ha rồi cả nhà ơi, một giò hoa lan bạch nhạn, bạch nhạn cũng là một dòng hoa cực kỳ thơm luôn. Hoa sẽ là hoa trắng và hơi phớt hồng. Một giò em ghép tròn nè, đó. Trời ơi, đây nở lá ngọn đẹp quá. Giò này mặt trước, mặt sau, mặt nào cũng đều đẹp hết. Anh chị nhà mình sưu tâm bạch nhạn. Mã này 950 000 ghép lên nên để gỗ rất là bài bản nha. Đẹp lắm cả nha. 950 cho hoa lan bạch nhạn. Rồi em đang có một giò hoa lan đuôi chồn nè, đuôi chuồng giò này thì nhiều lan lắm nhiều lan ghép tròn này cả nhé lên một cái đế gỗ cao cả nhà mình án chân với người em này nó to bằng nửa người em luôn ha thuần chậu gỗ bay bản anh chị nhà mình sưu tâm e mười chín một triệu một trăm đẹp lắm cả nhà ơi đang đi lá ngọn và những cái giò này anh chị nhà mình sưu tâm đi đến mùa hoa em bảo đảm là một cái mùa hoa cực kỳ rực rỡ cho anh chị nhà mình chơi luôn đuôi chôn còn có ghép đế gỗ nữa cái đế gỗ này là đế gỗ băng nè anh chị nhà mình có thể để ban có thể kê đôn luôn giò này thì to và xâm cây lắm em đưa tay vào thì cả nhà mình cứ án chung rất là to và nhiều lan trên này cả nhà ơi rễ thì nó đã bám trắng đế gỗ luôn rồi em đã sẵn túi phân hết cả nhà mình về chỉ biết treo lên túi nước nè móc treo bài bản nè còn đây nè đó em quay gần cho cả nhà mình xem nha mùa này cả nhà ơi thấy ông cây đang đi lá ngọn rất là khỏe luôn này cả nhà mình biết cây thường khỏe nè đẹp lắm lá bóng bậy luôn một giò hoa lan đuôi chồn mẹ này anh chị nhà mình sưu tầm một triệu chín một triệu chín trăm to lắm cả nhà những cái giò ghép gỗ như thế này cái cước thực tế rất là cao luôn em chỉ tính cả nhà 30 thôi phần thiếu em hỗ trợ cho cái giò này mà đây thì tiền cước cao lắm cuối cùng một giò kiều tím kiều tím đây là khu vực cờ Ban gia lai chỗ em cả nhà ơi mẹ e 21 mươi này một triệu bốn trăm ngàn kiều tím thân cao rất là đẹp luôn trời ơi cả nhà mình xem cái thân này chắc nó phải ra sáu bảy mươi luôn á còn lá nè lá rất là đẹp luôn lá to nha đây nè em quay gần cả nhà mình xem nha bạn lá to đẹp giò này đẹp lắm thuần chầu gỗ bộ rễ nè cả nhà ơi, rễ gì mà khỏe đẹp như thế này thì sưu tầm thì yên tâm luôn rồi Đúng một rồi triệu bốn à. trăm ngàn chốt theo mẹ số giúp em nha cả nhà ơi